Thôi, không có thời gian, ngừng, đủ. Lấy người chồng thì nên lấy người chín chắn, chững chạc chứ bạn. Dạ, nhưng mà tính cách ha. Rồi, em chào chị ạ. Em tên là Thùy Dung. Em năm nay là 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Quê em ở Tây Ninh. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Bảo Khánh, sinh năm 1978. Hiện tại đang là kiểm soát viên không lưu của công ty quản lý bay miền Nam. Cái công việc cụ thể của anh Khánh như thế nào, anh có thể giải thích cho mọi người biết. Nhân viên không lưu là chúng ta làm gì? Nhân viên không lưu là chúng ta sử dụng các trang thiết bị dựa trên các cái điều luật của hàng không dân dụng Việt Nam hoặc là các quy định của tổ chức hàng không dân dụng thế giới như ICAO. Chúng ta cung cấp cái dịch vụ không lưu cho tàu bay. Ví dụ như một tàu bay muốn đến một vùng trời có kiểm soát, muốn cất hạ cánh hoặc muốn bay ngang qua thì phải có huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu. Phi công và kiểm soát viên không lưu là hai đối tác rất là quan trọng trong ngành hàng không để góp phần tăng cao cái mức độ an toàn trong ngành hàng không. Và bây giờ mời anh đáp xuống sân bay của bạn muốn hẹn hò. Bạn quê anh Khánh là ở đâu? Quê mình là ở Hà Nội. Vào đây lâu chưa? Cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá à. Người ở trên không nói khác hơn người dưới. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi anh? Thực sự mà nói thì mới trải qua 2 mối tình. Mới trải qua 2 mối tình rồi hả? Không ít quá ha. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình mà cũng chưa thấy lâu rồi. Vậy thì bao nhiêu năm qua tại sao mình chưa tìm được một người bạn trai mới? Những cái bạn trai mà tìm đến em á, có cái tình trạng hôn nhân nó không rõ ràng. Ly thân hoặc là ly dị thì tình trạng hôn nhân nó không có rõ ràng. Ủa, ly thân với ly dị rồi thì rõ ràng là vậy chứ sao à? Dạ, tức là họ nhập nhằng với hai cái đó. Bạn có thể yên tâm vì hôm nay bạn đến với bạn muốn hẹn hò là đảm bảo có giấy chứng nhận độc thân. Dạ. Rất là rõ ràng. Mình có điểm mạnh và điểm yếu nào không? Em thích nấu ăn và nấu các món nhậu khá là ngon. Nếu bạn có thể nấu được các món nhậu ngon thì mình đảm bảo sẽ là một fan trung thành của các nhà sản xuất bia trên thế giới. Anh, cái công việc của anh thì nó có giờ giấc gì không anh? Mình thì làm theo ca kíp, ca sáng, ca chiều, ca đêm. Thì tùy theo cái ngày làm việc của mình thì mình sẽ phải đi vào ca làm như thế nào. Chứ không ổn định gì hết ha? Nó không ổn định như là giờ hành chính. Ngoài ra còn phải thường xuyên đi công tác, chi viện ở các sân bay địa phương hoặc đôi khi có thể là họp hành. Chỉ cần có điện thoại yêu cầu của lãnh đạo là có thể phải sẵn sàng để lên đường làm nhiệm vụ ngay. Thì vậy cũng hơi căng về mặt bạn nữ có ngại nhiều chồng tương lai của mình sau này cũng vậy mà đi hoài không? Nếu mà về tính chất công việc mà phải đi như vậy thì em cũng di dùng một tí xíu. Nhưng mà khi đã về đến nhà rồi thì phải biết sẻ chia việc nhà với vợ, phải gác bỏ hết tất cả những công việc, những cái lo âu về cuộc sống bên ngoài, tập trung về cái mái ấm của mình thôi. Nãy ra em đã nói ưu điểm của em rồi, vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em hơi nóng tính. Trước thì mỗi lần nóng tính thì em hay ném đồ. Hả? Đã ném cái gì rồi? Dạ em ném điện thoại ạ. Mấy cái rồi? Ba cái. Ba cái điện thoại rồi? Dạ đúng rồi. Phí quá. Quá phí. Mày mốt có nóng mà ném nhớ bao tôi trước nha. Gọi điện thoại tới chị Tường tới lụm điện thoại là tôi chạy tới liền. Nếu khi một người phụ nữ quá nóng mà làm như vậy thì anh sẽ làm gì? Nếu mà người vợ đã nóng nảy hoặc người chồng đã nóng nảy thì phía đối tác là nên có cái phương pháp là tránh đối đầu và chúng ta chỉ coi như là đàm phán để có thể giải quyết được vấn đề thì hay hơn. Do nghề nghiệp của em nên em thường xuyên phải đối mặt với khẩn nguy sân bay, em có rất nhiều phương pháp để có thể coi như là xử lý được từ các tình huống khẩn nguy. Được, được, cái này được. Bây giờ thí dụ như mình tìm được đối phương rồi. Không, xí xí. Nói sao chị? Hôm nay mình lên đây là mình tìm bạn gái. Dạ. Lấy vợ chứ không phải lên đây để điều khiển không lưu. Anh dùng từ chuyên môn không, không à? Không dùng từ chuyên môn đó để liên kết với cái sự liên đâu mà ra. Liên bên đây người ta nhăn mặt rồi nè. Giờ nói ngắn gọn vô cái gì nữa, tình yêu hôn nhân gia đình để mình kiếm vợ thôi. 78 là coi như 38 tuổi rồi, cũng sắp hút rồi. Đồng ý không? Anh có khuyết điểm gì không? Không nói những từ chuyên môn nha. Nói chung là đã là con người thì khuyết điểm, ưu điểm thì phải luôn song hành với nhau. Thì khuyết điểm thì nói chung là cũng rất là bận việc cho nên là thường thì ít khi thường xuyên có mặt ở nhà. Mặc dù là có thể làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng 3 ngày mà không về nhà là chuyện bình thường. Mà ở sân bay thì nhiều cô tiếp viên lắm mà chưa điều khiển được cô nào. Nếu mà nói về điều khiển thì giống như chúng ta, giống như một cuộc sống, giống như một cái máy quá. Ở đây là chúng ta là sự trao gửi của những con tim và trao gửi của những cái cánh sóng của tình yêu. Chúng ta không thể nói là điều khiển được mà chúng ta phải gọi là có cái sự có nhà tương tác tương hỗ với nhau. Mặt đất không có nổi nói lại chuyện trên không. Mệt quá. Anh có nghĩ lý do tại sao mà anh chưa có được người bên cạnh không? Chưa có được người trao gửi con tim. Có nhiều lý do. Ngắn gọn trong một vài chữ thôi, đừng nói dài quá. Ngắn gọn nhất là do không có thời gian để có thể tìm hiểu quá nhiều về vấn đề này. Thôi, không có thời gian, ngừng, đủ. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ nói chung nên thẳng thắn trong việc đối xử với chồng với con. Có vấn đề gì thì chúng ta... Thôi, thẳng chị hiểu rồi. Cái món khác, món khác. Rồi, thẳng thắn.
gì nữa. Phải nói hết ý chứ. Không, vậy là hiểu rồi. Nên là một người biết chăm lo cho gia đình và không nên đi quá nhiều ngoài làm gì, vì chồng đã đi quá nhiều mà vợ đi quá nhiều. Thôi trời ơi, không cần đi. Trời ơi, có nhiều thời gian với gia đình là được rồi. Và nói chung là nếu mà có học vấn cao thì càng tốt. Điều gì tối kỵ nhất ở người phụ nữ? Không nên là nói dối về những cái vấn đề về tình cảm. Vậy là đủ rồi ha. Rồi vậy được rồi. Nói vậy thôi chứ rất là chân thành. Vui lắm, có điều nói hơi lòng vòng chút. À, bên bển là sinh năm 78. Dạ em. Em sinh năm 87. Dạ đúng rồi. Cũng giống nhau ha. Cách nhau con số cũng rất là đẹp á. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mình nói chuyện sao để cho anh rà đài thử coi trúng chưa. Anh ơi, anh biết nấu ăn không anh? Thì bạn nghĩ xem mà nếu mà một mình sống 20 năm thành phố Hồ Chí Minh này thì mình sống bằng cái gì nếu mà không biết nấu ăn. Ta hỏi có một câu ngắn hà. Tiếp đi cưng. Dạ. Em phải ngưng anh lại như chị vậy đó, để mình hỏi được nhiều. Thì không biết anh có nóng tính không anh ha? Anh thì không nóng tính. Dạ. Vì người yêu của anh thì... Anh có thích làm từ thiện không anh ha? Mình cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo ở trong cơ quan. Thường là hiến máu nhân đạo xong về thì ai cũng bảo là sẽ lên cân. Không biết là anh bao nhiêu cân ha? Chính hiện tại thì... Lý thuyết nó lấy đầu ra hay vậy? Trước em học ở trong trường thì các anh chị mà đi hiến máu về đa số người nào cũng tròn ra. Mà em có thích người tròn không? Dạ cũng thích người bạn tròn tròn. Anh bên đây dễ thương lắm. Số con Lưu á thì tính toán rất là giỏi, không được phép tính sai cho dù 1 mm. Dạ. Nên anh này anh thật sự mà nói á thì nếu về anh kiểm soát kỹ lắm nha. Tính toán cũng rất là kỹ. Thấy nguy hiểm rồi đó. Dễ thương lắm. Nguy hiểm rồi đó. Mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thích bạn trai em hả? Một sạch sẽ, kỹ tính và có gu ăn mặc một tí. Có gu âm nhạc không? Đó. Dạ. Gu ăn mặc. Gu ăn mặc và gu âm nhạc luôn ạ. Anh biết hát gì không anh? Âm nhạc thì mình cũng thích nghe, nhưng mà từ trước giờ thì mình chỉ có 30 mấy năm chỉ luyện được mỗi một bài thôi. Quốc ca. Còn về gu ăn mặc thì mình cũng nói luôn là mình cũng có cái style riêng, áo trắng quần tối màu, đi giày hết. Ủa nhưng mà cái đó là đi làm thôi, còn mình đi chơi mình hẹn hò rồi. Vâng thì em cũng nói với chị Cát Tường luôn là em đi làm thì em mặc như này và em đi chơi thì em cũng mặc y nguyên như thế. Lâu lâu em xỉn em về nhà thì em cũng dùng cái bộ này đem đi ngủ luôn, đồ ngủ. Vậy anh có sạch sẽ không anh? Trong những lúc xỉn thì làm sao có thể kiểm soát được con người của bạn. Nhưng bình thường môi trường làm việc của mình là môi trường rất là khép kín, cho nên là đòi hỏi về vấn đề vệ sinh thân thể rất là quan trọng. Nói chung rất sạch, lâu lâu xỉn thì nó hơi không sạch một chút. Như vậy thì thời gian nó hơi eo hẹp. Anh có tính nói chuyện hẹn hò nếu như anh gặp một đối tượng của mình không? Thì tất nhiên là đây là cuộc đầu tư chiến lược mà anh Linh. Cho nên là mình phải sẵn sàng về hy sinh thời gian của mình để đầu tư cho cái công việc chiến lược của mình. Tầm nhìn chiến lược từ năm 2015 đến 2020 đó. Bạn nữ mình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có anh trai ạ. Đâu? À anh trai đâu? Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Cát Thường. Rồi chào bạn. Bảo anh trai đẹp trai vậy đó. Ý anh thấy thì sao? Nói chung về chuẩn mực một người đàn ông đến một người chồng thì anh thấy là cũng ok. Nhưng mà độ tương hợp thì chắc dưới 5. Tại sao vậy? Không tương hợp ở chỗ nào? Bên đây anh quá chứng chắn đi. Lấy người chồng thì nên lấy người chín chắn, chững chạc chứ bạn. Dạ, nhưng mà tính cách thì nó lại là không phù hợp lắm. Nếu ảnh chấp nhận được người bạn gái hoặc người vợ mà tính đồ của thời trang thì có thể chấp nhận được. À, đang lo ngại về cái vụ thời trang thôi. Về vấn đề thời trang thì giải quyết rất là đơn giản. Người phụ nữ nào mà chẳng mong muốn làm đẹp, mình cũng ủng hộ vợ mình đẹp chứ. Vợ mình đẹp và đẹp cho ai? Đẹp cho mình mà, đúng không? Đẹp cho mình để làm gì? Lo cho tổ ấm, lo cho hạnh phúc của mình, để lo giúp chồng, đúng không? Vậy thì mình phải ủng hộ hết mình. Có gì đâu không giải quyết được, rất đơn giản. Nhưng mà về em gái em sẽ chỉnh về thời trang nó hơi bị nhiều. Bạn đừng lo, kiểm soát viên Lưu không phải là người khô cứng về nguyên tắc. Chúng ta phải linh hoạt để xử lý mọi tình huống khẩn nguy sân bay. Trời ơi. Khoái ông rồi nha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Kéo màn lên, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Chàng trai kiểm soát viên không Lưu, 2 phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên của bạn thì mình như nào? Anh hơi tròn. Mình đã có cố gắng giảm cân suốt một thời gian dài mới được như vậy. Dạ, trước kia anh bao nhiêu cân ạ? Trước kia 85 kg. Bây giờ 75. 72 kg. Anh có kén ăn không ạ? Mình bạn gửi mình xem mình bạn nghĩ mình cái ăn không? Chắc chắn là không, đúng không?
Nội dung sống ở đâu đó phải tùy vào từng trường hợp để chúng ta có thể vận dụng linh hoạt để tồn tại và phát triển thôi. Mình hỏi tiếp nhé. Dạ. Nếu sau này nếu mà bạn có con cái thì bạn có dự định là cho con đi học, đi du học không? Có, chắc chắn về tương lai nó sẽ cho con đi du học. Bạn đồng quan điểm với mình. Theo bạn nghĩ thì giáo dục có quan trọng không? Ví dụ như là bằng cấp chẳng hạn. Theo em thì cái bằng cấp nó cũng không gọi là quá quan trọng. Quan trọng là cái cách đối nhân xử thế và cái tính cách, cái quan điểm nó giống nhau được rồi. Bạn phù hợp quan điểm với mình rồi. Còn bạn có thể hỏi mình những câu hỏi khác. Quan điểm của anh về tình yêu như thế nào ha? Mình có thể sẵn sàng, có thể là hy sinh một số những thứ khác để có thể là có được cái tình yêu. Nếu trong trường hợp cần thiết đòi hỏi như vậy. Anh có phải là một tiếp người lãng mạn không ạ? Rất tiếc mình không phải là người lãng mạn. Nhưng mình có thể học hỏi để có thể thay đổi, bạn đừng lo. Anh có ấn tượng rất là tốt với em. Hy vọng là sau cái lần nói chuyện ở trên sân khấu này, chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn thật sự ở ngoài đời. Em thì khi mà nghe giọng anh dù chưa gặp mặt thì em cũng có cảm giác là nghe giọng anh rất là ấm. Và anh là một người đàn ông rất là chững chạc. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau chứ? Cái này em sẽ trả lời cho anh sau cái chương trình này nha. Cảm ơn bạn. Hết thời gian. Này, mời là nút bạn bấm. Để tay vào nút bấm phía sau. Nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian bạn. Tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Anh trai em là người khá là hiểu em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh cũng có cảm giác là anh cũng không có hợp với cho lắm. Nếu có dịp thì anh em có thể là đi cà phê hoặc trò chuyện cùng với nhau. Tối nay anh đâu muốn mời bạn đi dùng bữa giống như lúc nãy anh nói, thì bạn có sẵn sàng không? Em chấp nhận lời mời của anh ạ. Chúc hai bạn sẽ có buổi ăn tối thật là tuyệt vời nha. Và đây là... Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe du lịch 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ đến lớn luôn. Dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi, em quan trọng là tính cách thôi à. Ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được, biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm không sao. Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ vậy? Rồi để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy? Sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình rồi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì trơn hả? Không. Kì vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cưới xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè. Ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không nói chung em tốt lắm chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá. Vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em coi ăn nhà uống bình thường, không ăn ăn, không lẽ để ta đói. Dạ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Đâu dạ. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có, chứ mà cũng ít, không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó, nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. Làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới, giờ dẫn đi ăn, đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ chờ chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Ủa nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói về em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ nhỏ, gọn gọn đấy. Được.
phong độ lắm mà. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được xíu là được. Ừ. Có... em cái chuẩn có gì trơn á, em cần gì? Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chứ. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không lẽ có gì không? Em không biết sao em quen hai cô rồi, sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được đúng không? Hey. Được lắm nha. Coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế vậy là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách không thế. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè, cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng ở trong này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như dạ. Tiên nói đâu. Cả ngày nãy cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà cô. Mình thấy mình được liền đâu. Đó, còn con cũng dạy nghe con nha, nhớ bấm nha. Nhưng mà cô ơi, rủ tao không thích tao không bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là dạy cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm. Con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám đó. Ôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên người ta thấy không có hợp với nhau, người ta không bấm sao? Con cứ bấm. Con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói của cô là đúng. Chính xác. Ví dụ là hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm được cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em. Dạ, à, cô thấy mình là gái dữ dội chưa? Dạ cô cho con dạy lời phát biểu. Cô xác định bé này cũng dễ thương, con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ, một công ty. Nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi. Chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Còn hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tu la nhá. Kéo màn. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói cái tướng khác nhau thấy không? Anh nói lần nữa tới gặp em mình. Dạ. Con ba lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp dễ thương, thì có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi. Mình thử tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều. Em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè. Gặp ở đâu?
theo chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á, cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui, em thích lên như vậy, tạo ra cái không khí lãng mạn nữa. Dẫn cổ qua bển chờ lúc mưa xuống ha, cái đó để tay về em sẽ tự kế thêm vô cho giờ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. Hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9. Em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? Thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nãy giờ anh sẽ có rảnh rỗi được, tại vì công ty đó 6:30 mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca cái ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi, cho nên cái ngày chủ nhật với ngày thứ bảy là mình sẽ không đi chơi được. Thử uống nói ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu, ngày nào cũng được. Ai vậy nói hai, ba, tư, năm, sáu kẹt thứ bảy nhật tăng ca, tại vì cái đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là em rảnh rồi, để chơi tới mấy giờ cũng được hết. Bây giờ đủ. Nhưng mà thích buổi tối sáng em bận, chị đang buổi sáng giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ tư. Thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ tư. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ năm 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em sẽ chạy sớm, em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải ta sẽ có 3 tiếng đêm để quyết định nha. Nút này. Nữa. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Rồi. Hai bạn hôm nay rất là dễ thương, không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn, đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ Hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi.